Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Và trong video clip này, Nam Hà vui mừng được hướng dẫn tất cả quý anh chị một bài dưỡng sinh mà từ trẻ tới già ai cũng nên luyện tập vào sáng sớm. Rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp đã được các cổ nhân, các bậc thầy, danh y lưu truyền suốt hàng ngàn năm. Trước khi ngủ dậy, đừng có bước ngay khỏi xuống giường mà nán lại 5 tới 10 phút, bật điện thoại lên, luyện tập cùng với Nam Hà. Vô vàn các lợi ích, da mặt của chúng ta sẽ hồng hào, đầy sinh khí mà chúng ta không tốn một đồng nào để dùng mỹ phẩm. Đôi mắt của chúng ta sáng rực mà ngay cả những người 70-80 tuổi vẫn có thể nhìn rất là tốt. Đôi tai chúng ta nghe rất tốt, thính giác chúng ta rất nhạy bén, và cái mũi của chúng ta không bị nghẹt, không bị chảy nước mũi. Rồi bộ não chúng ta rất là thông minh sáng suốt, phòng chống rất nhiều bệnh về não như là thiểu năng tuần hoàn máu não, say sẩm mặt mày, tiền đình chóng mặt, đặc biệt là bệnh đột quỵ não. Nào, bây giờ thì hãy luyện tập cùng với Nam Hà thật hào hứng. Chúng ta hãy bắt đầu nha. Động tác đầu tiên, chúng ta hãy dùng đôi bàn tay của chúng ta. Đôi bàn tay của chúng ta nó có một cái sức mạnh chữa lành cực kỳ màu nhiệm. Chúng ta hãy giơ hai bàn tay chúng ta ra phía trước như thế này, từ từ đưa vào, từ từ đưa ra. Chúng ta sẽ cảm nhận có một lực hút và năng lượng từ đôi bàn tay của chúng ta. Nó có khả năng chữa lành bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Đầu tiên chúng ta hãy sát nóng hai bàn tay của chúng ta 30 đến 50 lần. Rất tuyệt vời các anh chị. Đơn giản lắm. 30 đến 50 lần nha. Hãy sát thật nhanh, thật mạnh và thật nóng. Sau khi nó nóng rồi thì chúng ta hãy chườm vào hai hốc mắt của chúng ta, sao cho hai mắt của chúng ta nằm giữa hai lòng bàn tay. Chúng ta có thể mở hai mắt và chớp chớp, quán tưởng dòng năng lượng hơi nóng từ đôi bàn tay đang chữa lành cho đôi mắt của chúng ta, giúp kích thích các dây thần kinh, đà thông kinh mạch, sưởi ấm làm sống dày khu vực này, kích thích tuần hoàn máu tới mắt, quét sạch các độc tố, giúp đôi mắt của chúng ta sáng rực tinh anh. Sau khi mà hơi nóng đã từ từ hạ dần, gần hết thì chúng ta sẽ đẩy sang hai bên và từ từ đẩy lên phía trên. Xung quanh mắt của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo, huyệt tinh minh, huyệt toàn trúc, rồi là huyệt ngư yêu, huyệt tỳ trúc, huyệt đồng tử, huyệt thừa thấp. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại. Để chắc chắn rằng chúng ta sẽ ghi nhớ cái động tác tuyệt vời này. Và động tác này thì chúng ta có thể làm bất kỳ lúc nào trong ngày mà chúng ta rảnh rỗi để chăm sóc cho đôi mắt của chúng ta. Sát nóng hai bàn tay của chúng ta 30 đến 50 lần. Sát thật mạnh, thật nhanh. Và sau khi nó nóng rồi thì chúng ta hãy từ từ chườm vào hai hốc mắt, từ từ mở mắt, chớp chớp, quán tưởng dòng năng lượng hơi nóng từ đôi bàn tay đang chữa lành cho đôi mắt của chúng ta, kích thích các đầu dây thần kinh, làm sống, làm ấm khu vực này, quét sạch các chất độc, kích thích tuần hoàn máu tới mắt, giúp đôi mắt của chúng ta sáng rực tinh anh. Sau khi mà hơi nóng á, đã gần hết rồi thì chúng ta từ từ đẩy sang hai bên và đẩy lên phía trên. Rất tuyệt vời. Hãy lặp lại như vậy từ 3 tới 5 lần nếu như chúng ta có thời gian. Và bây giờ thì chúng ta thấy này, rất nhiều người sẽ bị bỏng mắt, hoặc là có cái quầng mắt nó thâm, rồi là cái đuôi mắt này rất nhiều nếp nhăn chân chim. Chúng ta hãy dùng hai cái ngón tay giữa, chúng ta hãy miết từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, bắt đầu từ cái huyệt tinh minh ở đây. Sau chúng ta từ từ hãy vuốt từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Hãy có mặt tròn vẹn cho động tác này. Và khi chúng ta vuốt, chúng ta hãy tưởng tượng hai cái ngón tay của chúng ta như hai chiếc bàn là. Nó sẽ là sạch những cái nếp nhăn, những cái mỡ thừa, những cái khối thịt ở đây. Động tác này rất tuyệt vời. Hãy làm thật, từ từ và cảm nhận. Vừa phải, không quá mạnh mà cũng không quá nhẹ. Rất tuyệt vời các anh chị. Chúng ta hãy làm từ khoảng 20 đến 30 lần mỗi sáng các anh chị nhé. Rất tuyệt vời đấy. Sẽ giúp cho chúng ta có một đôi mắt rất là trẻ, rất là sáng. Và cái bòng mắt của chúng ta rất là đẹp, phẳng lì. Da ở khu vực này rất là sáng. Các nếp nhăn khu vực chân chim sẽ mờ và từ từ biến mất. Rất là tuyệt vời. Hãy thực hiện từ 20 đến 30 lần. Rồi, và rất nhiều người già thì cái mí mắt sẽ bị sụp. Thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái huyệt được gọi là ti trúc ở đây. Chúng ta sẽ từ từ đẩy lên. Nhớ là mí mắt theo thời gian nó sẽ sụp xuống. Nên là nguyên lý để chúng ta làm động tác này là chúng ta đẩy từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Chúng ta sẽ massage cho khu vực này và giữ cho cái mí mắt của chúng ta nó không bị sụp. Và các nếp nhăn ở khu vực đuôi mắt sẽ mờ và từ từ phẳng lại. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng có thể thực hiện từ 15 đến 20 lần. Rất tốt đẹp. Rất tuyệt vời. Hãy bắt đầu ở khu vực này, đẩy từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Rất tốt. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy nắm hai bàn tay chúng ta lại như thế này, chỉ trừ lại hai cái ngón trỏ. Chúng ta hãy đẩy từ dưới lên trên. Đẩy từ dưới lên trên. Hai bên cánh mũi ở khu vực này nó có cái huyệt nghinh hương. Chúng ta hãy đẩy như thế này khoảng 30 lần. Sẽ giúp làm ấm, nóng mũi của chúng ta. Tất cả các bệnh về mũi sẽ biến mất. Nào là viêm mũi dị ứng, viêm xoang, chảy nước mũi, ngạt mũi, bệnh về tai mũi họng sẽ thuyên giảm. Và khu vực mũi của chúng ta, hai bên cánh mũi là cái khu phản xạ của hai lá phổi. Chúng ta thực hiện động tác này sẽ làm phổi chúng ta khỏe, phổi chúng ta hoạt động tốt. Rất tuyệt vời. Chúng ta hãy làm vừa phải, không nên làm quá mạnh. Nếu làm mạnh quá, da ở khu vực này sẽ bị tổn thương. Hãy lắng nghe, làm với một cái lực vừa phải 30 lần. Chúng ta cũng có thể làm khoảng 50 lần. Rất tuyệt vời. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy xoa cái khu vực cằm, sau đó từ từ lên môi, nhân trung, sau đó là hai gò má. Và khi chúng ta xoa như thế này thì chúng ta hãy tưởng tượng hai cái bàn tay của chúng ta như một cái chiếc bàn là nâng cơ, xóa nhăn. Và đây là một cái động tác rất tuyệt vời, ai cũng có thể làm được. Chúng ta không tốn một đồng tiền nào để mua mỹ phẩm cả, nhưng mà lợi ích mang lại của nó thì vô cùng to lớn. Khu vực cằm của chúng ta chính là khu vực của thần và bàng quang. Khu vực môi của chúng ta chính là cái khu phản xạ của ruột non ruột già. Khu vực nhân trung của chúng ta chính là cái khung phản xạ của cơ quan sinh dục. Hãy chăm sóc cho nó. Nguyên lý của chúng ta đó là đẩy từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Hãy làm một cái lực vừa phải các chị nhé. Rất tuyệt vời đấy. Hãy làm từ 2 đến 3 phút để chăm sóc da mặt của chúng ta. Sau một thời gian, da mặt của chúng ta sẽ hồng hào, sáng như trăng rằm. Tất cả các nếp nhăn sẽ từ từ mờ và biến mất. Thật là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy sát nóng đôi bàn tay của chúng ta. Tiếp tục từ 30 đến 50 lần. Hãy sát thật nóng. Sau đó chúng ta chườm lên khu vực tai của chúng ta. Chúng ta cũng có thể là xoa hai tai của chúng ta, rất dễ dàng. Và xung quanh tai của chúng ta thì có rất nhiều huyệt đạo, nào là thính cung, nhĩ môn, giác tôn, khiếu âm, hoàn cốt và ế phong. Khu vực này sẽ giúp chúng ta kiểm soát thăng bằng. Nên là những cái dấu hiệu như là hoa mắt này, chóng mặt này, thiếu máu não tiền đình, chúng ta chỉ cần xoa cái khu vực tai của chúng ta ấm nóng mỗi sáng từ 3 đến 5 phút thôi. Hoặc là chúng ta chà sát nóng hai bàn tay, sau đó chúng ta chườm lên hai tay chúng ta để kích thích các huyệt đạo khu vực này. Thì các hiện tượng như là say sẩm mặt mày, chóng mặt, mất thăng bằng, thiếu máu lên não và tiền đình sẽ từ từ được cải thiện rất là màu nhiệm. Hãy xoa tai của chúng ta. Hãy làm ấm nóng khu vực này nhé các anh chị. Một là chúng ta xoa, hai là chúng ta chườm nóng bằng cách là sát nóng đôi bàn tay chúng ta, sau đó chúng ta chườm lên khu vực này. Chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy xoa cho khu vực trán của chúng ta. Trán của chúng ta là khu vực cao nhất trên gương mặt. Tất cả các nội tạng nó đều nằm ở khu vực này: tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó đều nằm ở khu vực này. Khi chúng ta xoa trán chính là chúng ta đang massage, chăm sóc cho nội tạng của chúng ta. Rất tuyệt vời. Chúng ta có thể thực hiện từ 30 tới 50 lần nhé các anh chị. hãy thực hiện vào mỗi sáng khi ngủ dậy. Hãy thực hiện các động tác này như một thói quen, như một nghi thức vào sáng sớm để có được sức khỏe và sắc đẹp tuyệt vời. Rất tuyệt vời, chúng ta hãy làm từ 30 đến 50 lần. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy co các đầu ngón tay lại. Chúng ta sẽ cào đầu từ chân tóc phía trước ra thẳng phía sau gáy. Đây là một động tác dưỡng sinh rất tốt, giúp kích thích tuần hoàn máu não, đả thông tất cả các tắc nghẽn, giúp bơm máu lên não nhiều hơn. Các neuron thần kinh sẽ làm việc rất hiệu quả, giúp cho tóc của chúng ta từ trắng biến thành đen, tóc chúng ta chắc khỏe và bóng mượt. Rất tốt. Hãy làm như vậy từ 30 tới 50 lần. Cào từ phía trước ra phía sau. Rất tốt đấy các anh chị. Phòng chống rất nhiều bệnh, giúp chúng ta ngủ rất là ngon. Rất tốt. Hãy làm từ 30 tới 50 lần. Cào đầu vào mỗi sáng. Một động tác rất tốt, ai cũng có thể làm được. Rồi, rất tuyệt vời. Và bây giờ hai bên cái cổ của chúng ta chính là hai cái động mạch cảnh bơm máu lên não rất nhiều. Và khu vực này rất nhiều người bị tắc, đặc biệt là những người làm văn phòng, ít có thời gian hoạt động thể dục thể thao, ngồi một chỗ. Thì chúng ta hãy dùng những cái mu đầu ngón tay, hãy xoa bóp cho khu vực này. Hãy vuốt từ khu vực tai chúng ta, vuốt xuống dưới cổ. Hãy vuốt và chăm sóc cái cơ cổ, cơ thang, khu vực này. Hãy làm như vậy. Hãy làm như vậy từ 30 đến 50 lần. Dùng tay phải để làm ấm nóng, massage khu vực cổ bên, bên trái. Đây là cái dây động mạch cảnh. Rất nhiều người bị tắc, thiếu máu lên não. Cái cơ thang ở khu vực cổ này, rất nhiều người bị tắc, xơ cứng bởi vì rất ít vận động. Hãy massage, hãy làm ấm nóng khu vực này. Đừng dừng lại, hãy luyện tập, hãy làm thật đều đặn. Rồi bây giờ thì đổi bên nha. Tay trái sẽ chăm sóc massage cho khu vực cổ phía bên phải. Hãy bắt đầu từ khu vực dưới tai, kéo xuống phía dưới cổ, rồi cơ thang ở khu vực vai phía bên phải. Hãy vuốt và cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa ở khu vực này, giúp đả thông khí huyết rất là tốt. Từ 30 tới 50 lần. Ghi nhớ nhé các anh chị, 30 tới 50 lần. Và cuối cùng, chúng ta hãy xoa nóng khu vực gáy. Tay phải xoa nóng vào đây. Ở đây nó có hai huyệt đạo rất quan trọng, đó là huyệt phong trì và di chuyển vào trong một chút, chính là hai huyệt thiên trụ. Hãy massage cho khu vực này để kích thích hai huyệt đảo này, giúp chúng ta kích thích tuần hoàn máu não, tỉnh táo, phòng chống đột quỵ, phòng chống cảm lạnh, cảm cúm, đẩy tất cả những cái khí hàn, khí độc ra bên ngoài. Rất hiệu quả đấy các anh chị, 30 tới 50 lần. Đặc biệt những ai bị mệt mỏi, stress, căng thẳng hay buồn ngủ vào ban ngày, hãy sát nóng khu vực này, chúng ta sẽ cảm thấy năng lượng, khỏe khoắn và tỉnh táo ngay tức thì. Rất tuyệt vời, hãy làm từ 30 tới 50 lần. Rất tốt. Như vậy là Nam Hà đã hướng dẫn xong cái bài xoa bóp vào buổi sáng từ đôi bàn tay của chúng ta, vô cùng huyền diệu và màu nhiệm. Hãy luyện tập như vậy vào buổi sáng trước khi rời khỏi giường của chúng ta, với một cái thái độ thật nghiêm túc, có mặt tròn vẹn, quyết tâm mạnh mẽ. Và chúc cho tất cả quý chị luyện tập thành công. Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.